Xin chào anh em và chúng mình em đã trở lại với Tà Bóng Đá TV. Đêm qua thì lượt trận cuối cùng của vòng knockout World Cup 2022 đã kết thúc với những kết quả và cảm xúc trái ngược. Hôm nay, hãy cùng Tà Bóng Đá TV điểm qua những điều đáng chú ý của lượt trận đêm qua, cụ thể là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ nhé. Sau thất bại của Tây Ban Nha trước Maroc, người hâm mộ hẳn sẽ cảm thấy lo lắng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Bởi trước mắt họ là một đối thủ cùng châu lục có lối chơi vô cùng bài bản và khó chịu là Thụy Sĩ. Các cầu thủ Thụy Sĩ đã có được 6 điểm sau 3 trận đấu ở bảng H và tỏ rõ mình là một đối thủ không thể xem nhẹ ở vòng knockout này. Màn trình diễn của Bồ Đào Nha cũng được dự đoán là sẽ không dễ dàng khi đang có tin đồn phòng thay đồ của Santos lục đục. Và điều này càng được thể hiện rõ hơn khi Ronaldo bị cất trên băng ghế dự bị, nhưng hóa ra đó lại là điểm lành cho đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Sự thay thế của Ronaldo là Gonçalo Ramos đã tận dụng cực kỳ tốt cơ hội ra sân hiếm hoi của mình để ghi dấu ấn ngay ở trận đầu tiên ra sân tại sân chơi thế giới. Cầu thủ 21 tuổi nhanh chóng khiến cả cầu trường nổ tung với siêu phẩm ngay phút thứ 17. Xuất phát từ đường chuyền bóng của Felix, Ramos nhanh chóng thoát đi khỏi sự truy cản hậu vệ đối thủ và số 26 ở một góc cực kỳ đẹp đã tung cú sút uy lực và không thể cản phá làm tung nóc lưới của Jan Sommer. Sau bàn thắng dẫn trước, Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy cao đội hình và thừa thắng xông lên. Họ đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Pha tạt bóng chuẩn xác của Bruno Fernandes đã đi đúng đến cái đầu của Pepe. Lão tướng 39 tuổi thể hiện rằng gừng càng già càng cay, một pha đánh đầu hiểm hóc không cho Sommer cơ hội cản phá. Trong những phút sau đó, Thụy Sĩ gần như vỡ trận khi họ không thể kiểm tỏa được một Bồ Đào Nha chơi quá tốc độ và sắc lẹm. Ramos hoàn tất ngày thi đấu trò sáng của mình với thêm 2 bàn và có cú hat-trick. Cùng với đó là 2 bàn thắng đến từ Guerrero và siêu phẩm của Rafael Leao. Trong những phút cuối cùng, Thụy Sĩ đã gỡ lại được một chút danh dự với bàn thắng muộn của Manuel Akanji sau pha đá phạt góc. Như vậy, với chiến thắng hủy diệt này, Bồ Đào Nha đã đưa lời thách thức đánh thép đến tất cả những ứng cử viên vô địch khác, và các học trò của Santos đồng thời cũng gián tiếp khẳng định rằng họ hoàn toàn có thể thi đấu tốt, thậm chí tốt hơn rất nhiều khi không có Ronaldo. Họ sẽ tự tin bước tiếp vào vòng trong và đụng độ đối thủ là Maroc, những người vừa mới đánh bại gã hàng xóm của họ cách đây không lâu.